Rồi nói lại đề đi. Vừa nói vừa chỉ vô. Cho đường tròn tâm O. Cho tam giác ABC nhỏ nội tiếp đường tròn tâm O. AC nhỏ hơn AB. Cho CF là đường cao, BE đường cao cách nhau tại H. Cho tứ giác. Chứng minh tứ giác BFEC nội tiếp và chứng minh tam giác CHE đồng dạng với tam giác CAF. Câu B là người ta cho là qua E kẻ đường thẳng vuông góc với OC và cắt cạnh CB tại D. Người ta kêu chứng minh tứ giác ABEDB nội tiếp và chứng minh ba điểm thẳng hàng. Chứng minh câu A đi, đợi vậy nữa. Nó qua. Từ nãy giờ chưa chứng minh câu A mà, chứng minh đi. Xét tứ giác BFEC, ta có BFC bằng BEC bằng 90 độ. Bởi vì BF và CE BE và CF là đường cao của tam giác ABC. Suy ra BFEC nội tiếp đường tròn tứ giác có hai đỉnh liên tiếp cùng nhìn một cạnh dưới hai góc bằng nhau. Xét tam giác CHE và tam giác CAF, ta có góc ECH chung, rồi góc CEH bằng góc CFA. Bởi vì bằng bao nhiêu nữa? Bằng 90 độ. Đúng rồi. Bởi vì BECF là đường cao của tam giác nào đó? Của tam giác ABC. Hoặc nhỏ hay CA tam giác CHE. CEH. Đây, nãy mày kêu là góc C chung đúng không? Ừ. Sau đó góc E bằng góc F đúng không? Thì phải là CEH. Nhưng mà với cái đề là nó... Cái đề ghi sao? Cái đề ghi là C... Đâu? CHE. Dạ thưa, cái đó nó cho cái tích chứ nó không có cho hai tam giác bằng nhau nghe chị hai. Thầy con kêu là muốn ra được tỷ số giống nhau thì phải ghi giống nhau. CHE hả? CHE. Rồi bằng gì? Bằng CAF. CAF. Rồi thôi, muốn làm tùy, nói đi. Mà... thì mai mốt rồi vô phòng thi mà có viết sai thì đừng có đắc mắc tại sao nha. Rồi nói đi. Thì lỡ đã chỉ bạn rồi, cái góc nào bằng góc nào thì tương bằng nhau thôi. Góc C nãy là chung đúng không? Thì C E gì? H thì C F A. Còn bạn muốn thích ghi là C gì? C H E đúng không? Thì là C A F. Bạn viết sao làm sao là góc tương ứng bằng góc là được. Bạn không thích ghi là C E H đúng không? Thì bạn ghi là C H E thì sẽ bằng C A F. Bạn đọc đúng. Nhưng khổ là vậy đó, vô phòng thi bạn viết sai thứ tự. Bạn viết sai thứ tự cái bạn lập tỷ số nó bị sai. Lập tỷ số bị sai cái bạn làm không có được, bạn cứ vướng qua vướng lại, bạn cứ ngầm im một chỗ đó không biết lý do tại sao sai. Ông thầy chỉ bạn để cho bạn biết như vậy đó. Nhưng mà gặp những cái trường hợp giống như nó ghi hai cái tam giác tào lao đi, nó kêu bạn chứng minh đồng dạng, cái bạn chứng minh xong cái bạn không biết viết sao, bạn cứ viết theo cái đề ấy, thì nó không có đúng. Khổ là vậy đó. Tam giác CHE đồng dạng tam giác CAF. Nói vậy cũng được góc. Thấy chưa? Sau đó suy ra tỷ số đồng dạng.